Xin chào mọi người và nhất là những người tuổi thìn. Đây là video mình sẽ làm về cái mình sẽ nói về cái vấn đề tử vi vận hạn của tháng 5 âm lịch của năm 2018, tức là tháng Mậu Ngọ của năm Mậu Tuất 2018 theo âm lịch. Đây là một cái tháng cũng khá hay ho và có nhiều điều tốt đẹp đối với người tuổi thìn. Thì vì sao? Vì nó không có xung, không có khắc với người tuổi thìn về mặt địa chi, và sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp đối với người tuổi thìn. Thì đầu tiên hết thì mình sẽ phải xét cho những người anh người chị tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952, người ta gọi là hành vũ chi long, rồng mà phun mưa, cho nên là chắc chắn là biết phun mưa là biết mệnh thủy rồi ha, mệnh là trường lưu thủy. Thì nam mạng của người mà sinh năm Nhâm Thìn 1952 á, là có sao Thái Mộc hao tốn đau ớn, và nữ thì có sao Thái Âm may mắn phúc lộc tốt ha. Thiên can thì cả năm Mậu khắc Nhâm ha, cho nên là công việc rơi vào khó khăn. Những chị nữ mà sinh năm 52 thì gần như là đã là không còn làm việc, còn những các anh nam thì kinh doanh được thêm ở bên ngoài, thì gặp cái năm mà Mậu khắc Nhâm này thì cần cẩn thận về phần công việc, đặc biệt là phần địa chi. Thìn gặp Tuất là lục xung, cho nên là vừa thiên can tương khắc ha, địa chi thì lục xung, thì chắc chắn là năm nay báo hiệu những điều không tốt đẹp ha. Rồi xét vào cái tháng 5, tháng Mậu Ngọ này, xem coi nó sẽ ra sao đối với các anh, thì các anh các chị, thì đầu tiên hết là xét về mạng thì các anh các chị là mệnh thủy, gặp tháng này tháng Mậu Ngọ là tháng hỏa, cho nên là bản mệnh khắc tháng cần phòng bệnh ha, và bổn mạng có đôi chút khó khăn, nhưng là dù sao đi nữa là thủy khắc hỏa chứ không phải hỏa khắc thủy, cho là chúng ta khắc nó chứ không phải nó khắc chúng ta, cho nên là có bệnh hay là có gì thế nào thì nó cũng dễ dàng vượt qua, nhẹ nhàng thôi, không có quá nặng nề. Thiên can chữ Mậu của Mậu Ngọ nó khắc chữ Nhâm, tức là tháng khắc thiên can, công việc dễ gặp nhiều điều không tốt, tốn tài và đặc biệt là dễ lâm vào bế tắc. Như các anh các chị biết rồi ha, cả năm mình cũng đã bị chữ Mậu của Mậu Tuất khắc, tới nay tháng chữ Mậu cũng khắc tiếp luôn. Thì nếu là các anh các chị thì nếu có làm ăn thì em đặc biệt cẩn thận, tháng này rất dễ hao tài và có nhiều điều khó khăn, đặc biệt là ai tới mượn tiền mà làm cái gì đó mà nguy hiểm mà đầu tư trong tháng này, thì em nên nghĩ là các anh các chị nên từ chối nếu không muốn là mất luôn ha. Địa chi Thìn với Ngọ là tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc nhau, cũng không có tương hợp. Tuy nhiên về mặt địa chi á, mà mặt nạp âm ngũ hành của địa chi á, là Thìn là thổ, Ngọ là hỏa, cho nên là có thể nói là hỏa sinh thổ ha, điều tốt đẹp. Tiếp ha, rồi như vậy là đối với người tuổi Nhâm Thìn thì có không được tốt đẹp lắm về phần công việc, tuy nhiên một tí xíu về bổn mạng, tuy nhiên về địa chi thì ok, không đến nỗi nào ha, nên là các anh các chị cũng đừng có quá lo lắng. Tuy là mình có bị chữ Mậu nó khắc Nhâm thì nó có khó khăn trong công việc, tuy nhiên là cái gia đạo mình nó kéo lại tí xíu thì nó cũng đỡ đần hơn. Các anh các chị thì ở tuổi này thì cũng gọi là an phận rồi, cũng không muốn bon chen lắm, cho nên làm cái gì đó nó chắc chắn và ổn định thôi, chứ không có muốn mà quá lớn ha, cho nên là ok. Người tuổi Thìn tiếp theo đó là người Giáp Thìn sinh năm 1964. Em nói vui là người Giáp Thìn hôm nay là đứng thứ nhì, nhưng mà từ dưới đếm lên của sáu lục thập hoa giáp, sáu thứ nhì thôi, cho nên là năm nay rất nhiều người tuổi Giáp Thìn liên lạc với em và nhờ em giúp đỡ cái này giúp đỡ cái kia, tư vấn giùm cái này tư vấn giùm cái kia, thì rõ ràng là người Giáp Thìn thì như em đã phân tích ở trong cái tử vi của năm Mậu Tuất 2018 và cả luôn cái vận hạn 6 tháng đầu năm rồi, thì người Giáp Thìn đặc biệt không ngon lành, thì xem coi như là tháng năm này nó có khác biệt hay không. Thì như sao ha, mạng thì người Giáp Thìn là phục đồng chi long, rồng ở trung đồng, nhưng mà mệnh là phú đăng hỏa,
con rồng ở trong đầm, nhưng mà mệnh là mệnh hỏa ha, cho nên là mạng hỏa gặp hỏa của Mậu Ngọ tháng là bản mệnh sức khỏe ổn, rất là ok, không có chuyện gì. Nếu mà có bệnh gì đó chút xíu sơ sơ thì cũng vượt qua nhẹ nhàng. Tuy nhiên chữ giáp của các anh các chị vẫn khắc chữ Mậu của Mậu Ngọ. À, thiên can khắc tháng xấu cho công việc, dễ gặp chống phá, cẩn thận tiểu nhân đông sau lưng. À, như vậy thì rõ ràng là tháng 5 vẫn chưa có điều tốt đẹp về công việc. À, bổn mạng thì có thể là ok hơn, không có rề rề bệnh nữa, nhưng mà vẫn chưa ngon lành đâu ha. À, địa chi Thìn Ngọ thì như đã nói ở Nhâm Thìn, tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc, cũng không có tương hợp. À, nhưng mà Thìn thì thổ hỏa, Ngọ thì hỏa, cho nên là có thể nói là nằm trong ngũ hành của địa chi là thương sinh, tốt cho gia đạo. Như vậy đối với người giáp Thìn thì tháng 5 được lợi ở chỗ là mệnh cùng đồng hành hỏa, thì nó không có việc gì xấu xảy ra, không có đến nỗi nào. Tuy nhiên là giáp với Mậu là tương khắc, cho nên là công việc cũng vẫn chưa có được ngon lành lắm, cho nên các anh các chị thì cần cẩn thận hơn. Cả năm thì các anh các chị đã biết rồi, từ tháng 3 hết tháng 4 rồi thì các anh các chị biết là nó không ngon lành chút xíu nào cả. Vừa là năm thiên can tương khắc nha, rồi á giáp khắc, chữ giáp của các anh các chị toàn năm nó cũng tương khắc mà, rồi địa chi là lục xung nữa, thì rõ ràng là quá nhiều điều là không tốt đẹp ở trong cái năm này. Gặp cái tháng này nó cũng tiếp tục giống như là năm ha, giáp khắc Mậu, thì đừng có để mình bị cuốn theo nó mà gặp điều bất trắc ha. À, tiếp theo đó là người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, mệnh là sa trung thổ. À, như vậy người mệnh thổ thì gặp tháng Mậu Ngọ, người Bính Thìn mệnh thổ này gặp tháng Mậu Ngọ là bổn mạng rất tốt. Lý do là hỏa của cái Mậu Ngọ đã sinh thổ, bổn mạng tốt. À, mệnh được tương sinh, các tinh quân tốt trong tử vi được hưởng lợi. À, thiên can chữ Mậu với chữ Bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên mà ngũ hành của thiên can á, là Mậu thổ tương sinh cho Bính là hỏa, như vậy là công việc dễ sinh tiền tài. À, rất là tốt ha. Ok, đối với người Bính Thìn thì công việc của tháng Mậu Ngọ là ngon lành. Địa chi như ra cũng giống như là giáp Thìn, Thìn Ngọ tự chủ bình hòa, nhưng mà nằm âm ngũ hành là tương sinh. Như vậy là người Bính Thìn là được nhiều điều tốt đẹp ở trong cái tháng Mậu Ngọ, tháng 5 âm lịch của năm Mậu Tuất này đó. Vì sao thì nãy giờ em đã phân tích đó, thì mọi người đã thấy rồi ha. Quá lợi đi, vừa được mạng hỏa là tương sinh, mà nó thì khi tương sinh là bổn mạng sức khỏe tốt, nó còn được lợi ở những cái điểm là các cái tinh quân tài tinh ha, các cái tinh quân tốt nó sẽ phát huy cái tác dụng và khống chế đi cái những cái phá vào bại tinh, làm cho cái việc của các anh các chị nó thành công. Và thêm nữa đó là chữ Mậu chữ Bính thì được nạp âm ngũ hành tương sinh, và được cái bổn mạng và tương sinh này nữa thì nó cộng thêm vào, nó sẽ cho công việc hanh thông, dễ sinh tài lộc. Mà ok, rõ ràng là ngon lành ha. Rồi người tuổi Mùi, các người tuổi Thìn tiếp theo đó là những em Mậu Thìn. Mậu Thìn sinh năm 1988 ha. Nam thì sao thấy bạch, nữ sao thấy âm ha. Nữ thì tốt đẹp hơn ha. À, người này thì mệnh mộc, à, như vậy mà xét về mạng đó là mộc sinh hỏa, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe yếu, cẩn thận đề phòng đừng đi xa ha. Khi mà bổn mạng sinh xuất đi xa thì mình hay bị bệnh hay là hay bị vò quẹt bậy bạ, cho nên là cẩn thận. Thiên can chữ Mậu của Mậu Thìn với Mậu ấy là đồng hàng, giống nhau, đồng hành thổ, công việc cũng dễ dàng, nếu có khó khăn cũng dễ dàng vượt qua một cách nhẹ nhàng, không có chuyện gì hết, đúng không? Rõ ràng là tốt đẹp. Rồi địa chi thì cũng giống như tụi Tình khác ha, không xung không hợp về mặt tử vi và tương hợp về mặt nạp âm ngũ hành. Như vậy là đối với người mà Mậu Thìn sinh năm 1988 với cái sao Thái Bạch, đối với cái sao Thái Bạch đó, thì đối với cái người mà mạng ngọc đó, thì nó thật sự là không tốt đẹp ha. Rồi gặp cái tháng là mộc sinh hỏa nữa, cho nên là nếu là nữ thì không vấn đề gì, nhưng mà nam thì cần cẩn thận hơn nếu không muốn mà rơi vào tình trạng mà cực kỳ khó khăn ha.
chứ đừng có nói mà tại sao mà nói thấy tháng tốt mà mình không tốt. Còn phải là coi cái vận niên và vận hạn của cả năm. Vận niên thì của năm nay là Long Ngộ Vân thì không nói rồi đúng không, nhưng mà với nam là sao Thái Bạch thì rõ ràng là có điều không tốt, cần cẩn thận, gặp hạn mà thiên tinh rối rắm tranh chấp nữa, cho nên là nhớ cẩn thận. Rồi cuối cùng là người Canh Thìn sinh năm 2000. Các em Canh Thìn 2000 thì mới vừa chuẩn bị ha, mình cũng không nhớ là hình như là lên đại học, thi tốt nghiệp 12 và lên đại học. Thì Canh Thìn là mệnh kim, bạch lập kim, vàng ở chân đèn. Thì người Canh Thìn đó thì năm nay là sao mạng không tốt. Thật sự mà nói nam la hầu nữ kế đô, gặp vào đó là thiên can là lục xung, nhưng mà cũng không quá khó khăn đâu, vì người chữ Canh Thìn này là được tự lực rất tốt, cho nên là cũng không đến nỗi nào. Xét về mạng á, thì hỏa, tháng bọn họ là tháng hỏa mà, hỏa nó khắc kim, bản mệnh bị tháng tương khắc, cho nên là xấu về bổn mạng, sức khỏe có vấn đề, không nên đi xa, cẩn thận nhiều điều ha. Thiên can canh mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên mà ngũ hành của thiên can á thì là canh thì kim, mậu là thổ, cho nên là nó là ngũ hành là tương sinh, cho nên là cuộc sống cũng có nhiều điều tốt đẹp, không có việc gì quá lớn lao đâu ha. Rồi địa chi thìn ngọ thì cũng giống như các tuổi thìn khác, mọi điều nó cũng sẽ hanh thông, không có việc gì quá lớn. Các em thì mới sinh xong 12 mà đầu óc thảnh thơi, cho nên là có thể là đi chơi gia đạo tốt đẹp, không có việc gì. Như vậy đối với người mà Canh Thìn 2000, sinh năm 2000, nam nữ gì cũng có sao kế đô, mà gặp tháng này là tháng tháng tương khắc bạc mệnh, hỏa khắc kim, thì nên cẩn thận nhiều điều ở bổn mạng của mình, vì bổn mạng của mình hơi yếu ở trong tháng này ha. Bản thân thì mình Canh Thìn là mệnh kim mà, năm nay năm mộc mà can mộc thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, thì sức khỏe không phải là cái điểm mạnh, và gặp tháng mà nó khắc luôn cả cái bổn mạng của mình thì thực sự là cần phải để ý, chứ nếu không muốn xảy ra nhiều điều mà bất trắc. Rồi địa chi thì tốt đẹp, thiên can cũng tốt đẹp, hy vọng rằng cuộc sống nó sẽ đem đến nhiều điều tốt đẹp. Như vậy là mình đã tổng hợp xong cái tử vi vận hạn của tháng Mậu Ngọ của năm Mậu Tuất 2018 cho tất cả những người tuổi Thìn. Thì có một số tuổi Thìn thì không tốt đẹp, đó là bị thiên can tương khắc ha. Đó như là người Nhâm Thìn và người Giáp Thìn, đặc biệt là người Nhâm Thìn thì bị tương khắc, nhưng mà dù sao thì nữa sao mà của họ cũng còn đỡ hơn là những người Giáp Thìn sinh năm 1964. Giáp Thìn năm nay thì rõ ràng là có quá nhiều điều mà phải nói, và gặp cái tháng này như đã phân tích thì rõ ràng là các anh các chị phải cần cẩn thận nhiều hơn, chứ không phải là qua được cái tháng ấy rồi mình đã nói là phải bước vào được tháng 7 thì người Giáp Thìn mới đỡ đần được thôi. Hy vọng rằng với những cái thông tin mình chia sẻ giúp được những người tuổi Thìn có được cái nhận định tốt hơn trong cái tháng Mậu Ngọ để làm ăn phát tài. Mọi người xem thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cho mọi người khác được biết. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký để đón chờ tử vi vận hạn, có thể là tuổi của mình hoặc là của người thân. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.